Hey, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay thì sau khi trận công thành chiến kết thúc thì bang cũng còn khoảng hơn tầm 30 cho đến 35 con lùn bài boss anh em. Nên là anh em cũng kéo nhau ra về ba lăng đỡ thịt nó nha anh em. Đó. Hello mọi người nhé, hello anh em mới vô nha. Anh em mới vô đừng đỡ lại, đừng quên đỡ lại cho video xem boss này một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em. Hôm trước thì bắt 74 rồi, toàn cái nịt em à, không có đồ gì luôn. Hôm nay bắt 75 liệu sẽ có những gì vậy anh em? Những đồ này. Một cái ngọc bội này. Rồi, tiếp tục. Rồi, có một con chết em ơi. Một con chết nè. Cánh phun bánh nha nè. Hello, anh em mới vô nha. Đến con thủy nè. Thủy chết rồi nè. Hello, Miên Hoàng. Hello, Hoàng Nguyễn. Anh em mới vô nha. Anh em đang xem thì có thể kích vào link fanpage ở bên dưới mọi người. Ghé vào kênh YouTube ủng hộ Khải và đăng ký kênh trên YouTube anh em. Khải là YouTube là chủ đạo nha nè. Hay làm video này nọ là trên YouTube là chủ đạo nha nè. Anh em đang ở fanpage có thể ghé qua YouTube cho một like ủng hộ chơi nha. Nhặt đồ nè. Bao tay thủy nha nè. Hiện tại vẫn đang nhìn sơ qua thì anh em cũng xếp máy cũng không gì thì đổi nè em ơi. Xếp máy thì vẫn là một xếp máy 86%. Anh em vẫn xếp 86%. Dây chuyền 25. Người bội 25. Nhẫn 25. Và nhẫn máy 6 và một cái mặt nạ máy 5. 86% cho anh. Rồi. Rồi tuần này có ai đây anh em? Tuần này có Tùng hay có ai vậy? Tùng Nai hả? Tùng Nai. Ok Tùng Nai. Không phải của anh đâu. Ok anh đây. Tùng Nai có bao tay thủy dây thủy nè, không biết là thằng hình hình không nha anh em. Rồi, chờ đợi. Anh xịn hay không đây? Bao tay thủy dây thủy nha. Ui, thổ rất nhiều đồ nha. Khui này, lầm này. Anh Nai còn không? Báo được cái đường người khác thả này anh Nai ơi. Đó rồi. Rồi, hết rồi. Tới anh Tùng thả đi anh Tùng ơi. Đâu? Ai thả trước rồi đấy. Nếu chưa. À ok, Hiếu thả trước ok. Anh Hiếu thả trước ok. Ôi anh Hiếu thả sẽ bị kẹt góc xa chứ. Rồi ok, không sao, Thí Dương chạy lên xíu bước được. Ok anh ơi, rồi ok rồi đó. Rồi. Đâm độc nó bù hơi xa thôi mà vẫn bù tới, ok rồi. À, đến cái gì bói đồ con gái à. Anh Hiếu mấy con, anh Hiếu. Không à. Ngừng đam cái gì bói đồ em đừng quýnh cho anh Hiếu nha. Rồi. Bói đồ con gái này. Rồi quýnh này. Rồi. Khui. Nát xịt ta. Rá. Ngọc bội 13-40. Bao tay ra. Giày ra. Vũ khí loi sắt ngoại công 80. Không có gì luôn, rác luôn. Rồi nhạc anh ơi. Nhạc lấy cái gì lấy này. Anh Nai ơi. Đúng rồi. Rồi. Giờ đến anh Hiếu có 2-3 con ra xử luôn em ơi. Nhóc ghê không còn BK10 mua nổ BK. Nô vô cái 10 canh dữ người ta ha. Chỉ như đăng quyền à. Bữa nào nổ BK nói cho anh em không tin nè nghe. Này là một con thổ bộn kim rồi nè. Bị kim chết nè. Kim biết cái siêu phẩm luôn đây. Ngọc bội hai hương năng kim á, cho con giữ người ta hai ngọc bội kim nè. Rồi tiếp theo anh Như Hương còn con đeo anh Như Hương. Khải phô về Khải còn em ơi cánh đi ra phong lan đậu mà anh mặt nạ vì may mắn vô ngay có. Rồi okay. Thì mặt nạ mắn đang làm người nhặt đường ngon. Ôi trắng luôn à, con thổ không có đồ gì luôn à, trắng như vậy. Rồi có hai món rồi em ơi. Rồi đến Bình Dương thả em Bình Dương ơi. Dương đứng góc bậc vào tầng 2 đúng rồi. Khui. Kim rác. Anh em đánh luôn hai quốc đại anh em. Hai món rác anh Hiếu ơi. Một cái ngọc bội kháng độc 16 sinh lực 50 30 giả tẩu. Ngọc bội trên đường cá là sinh lực 110 với lại nội lực 64 lái không anh ơi. Khải ơi, Khải đánh ra đồ nào kháng độc 24-25 ẩn 1 của nam hoặc nữ để lại mình nhé. Ok anh ơi. Khải ơi. Rác nhà mang shop nha, này rác không có gì hết đó.
Khải, đánh đồ 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 hai con đại Khải. Ok anh ơi, đợi em xử hết vấn này đó. Quát đại thả nghe bến thành được phải không? Được, nhưng mà đợi xong cái này anh ơi, được, được. Thành dạo này đam mê ngũ độc thì sao nhỉ? Thích hướng solo thì nào? Anh em còn nào online nữa, tập trung đánh phụ hai quát đại nha anh em. Họ đang rồi. Họ đang giờ, chán quá, nó đến cái tầm ngưỡng sức mạnh rồi, nó không lên nữa. Quá mạnh rồi. Không phải nó đến cái này nó dừng rồi, nó không lên được. Bây giờ không lên được nữa. Càng vì sao nó càng thu thiệt các phái như đường môn. Đúng là đang nằm thấy Khải nó online bot. Khôi khôi khôi. Đang đặt cấp kèm keo đó kèm mã đi. Kèm keo không đi. Rồi đâu có. Rồi tức là võ đang bây giờ nó phải có set nó ăn bao hoàn mỹ nữa. Không vào mới. Một cái đao thủy, em thấy một cái đao thủy nha em ơi. Coi cái siêu phẩm luôn này, một vũ khí thọ, một cái khí trì luôn. Rồi. Con này của ai đây anh em? Mấy cái này của ai vậy? Em. Bình Dương hả? Đồ Bình Dương đồ gì bờ dữ ta? Hai cái vũ khí. Khui. À tiếp nha. Đồ, bà thầy xem siêu phẩm rồi. Đồ. À 20 30 em ơi, sinh khí đẹp vãi. Má sinh lực chán vậy. Bà thầy này được á, bà thầy này có thể cho anh em nào xài xấu dòng xài được nha. Khui này, vũ khí này. Đào, cứ vào đào, đù, không có tốc độ đánh, bằng sắc 32 kháng hỏa 24. Ồ, sao cái này giữ lại, anh em nào cần thì mang kháng hỏa được nè. Năm độc bùa hay gì đó có thể mang được cái món này nha anh em. Ừ, cái đấy giữ lại, cái đúng rồi anh ơi, đúng rồi, nhìn vào những món đồ em thấy biết cần là năm độc này, đi theo gia truyền kim và nón kim là có thể lái kháng hỏa từ cái này ngon nè. Ngọc bò 520 rác, rác, vũ khí 530 rác luôn. 520 thân pháp. Không phát. Rồi vậy lấy Bình Dương ơi. Thương Nhân để em thả cái gì lấy luôn nha. Ừ thả đây, thả đây gì lấy. Thả đây. Mấy cái đồ này chia sẻ nằm trong bang xài được nè. Bang em ơi. Cái đao này mấy cái đồ này. Cái này để em kích thân pháp cho nữ này. Anh em nào cần em cho đi. Con này rạ giả tẩu. Cái này nón này cũng đẹp nè. 16-40 nè. Sinh lực nè. Bàn tay cũng đẹp nè. Cái vũ khí cũng đẹp nè. Đều lấy được 5 độc dòng 1. Kháng hỏi dòng 1 đấy em. Rồi. Rồi, chuẩn bị hàng về, hàng về. Hiện tại cánh full được bắn ở Nam Quốc Tử này, Thiên Sơn này. Khải cánh nhà thêm một bộ may mắn từ Phong Độ nữa nè. Đại thực sự may mắn là khải cánh full cho anh em đánh luôn đó. Đầu tư cho anh em mấy trăm xu, mấy trăm vạn đánh cho anh em ấy. Sáng nay đánh em nha anh Tùng ơi, em có 6 con rồi em thả trước nha anh Tùng ơi. Con ok. Anh em có còn bao nhiêu con nhiều không? Anh Tùng chắc khoảng tầm 15 con nữa. Anh 25 con. Ừ, hay bây giờ anh thả hai con boss đại vô lên luôn nha. Không được, nó quýnh chết liền anh được. Vậy. Anh thả boss đại vô là bọn em đứng chỗ này là chết đấy. Không đánh được, cứ từ anh không? Có hai con boss đại, để 4 con boss đi thả. Ok. Rồi nhặt đồ này. Đây, đây. Một ngọc bội, một dây chiên. Rồi. Tiếp theo. Ô, lão đại cho hết máu, đứng im cơ vậy. Búp này, búp máu này. Rồi. Đã tính ra tuần này hôm nay cũng có cái video hơn 50 con boss cho anh em xem anh em. Cả boss đại, boss tiểu, các kiểu chắc cũng khá là lâu ấy. Boss đại tới giờ đánh sau cùng rồi, đến con boss dương lịch đánh sau cùng anh Tùng ơi. Búp con đại chỗ này okay. Luôn. Ừ. Bang giờ còn ai búp cần người cầm không Khải, còn Hoàng Nguyễn ơi. Hồng Nguyễn inbox Zalo Khải đi, nếu thực sự chưa online được, tối online được. 12 giờ trưa và tối 8 giờ tối online được 100% á, thì Khải giao Đức một inbox cho mà bà ban luôn. Và hoạt động với ban có lương tuần luôn. Khải dịch mong là anh em nào cầm inbox á, thì thực sự là ban rất là cầm inbox ở cái chỗ là phải hoạt động tốt nè. 12 giờ và 8 giờ có mặt đầy đủ thì Khải sẽ giao Đức cho anh em hoạt động luôn. Chứ anh em cứ cầm inbox mà thích thì online, thích nghỉ á, thực sự là nó không hiệu quả nữa. Rồi đó anh em nha, em thả số con nè. Đi. Là lúc đó Khải sẽ đi tìm người khác bút nữa, nó lại mệt Khải nữa. Khải cần là cần cứng luôn nè, mà Khải giao hạt luôn, có hạt giao cho anh em luôn. Rồi em khui nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thả khô máu 6 con rồi nè. Rồi khui của vừa rồi là của Bình Dương. Ủa cái tui này của ai ta? Bình Dương. Ok. Đồ tui này Bình Dương nhiều đồ dữ ta. Khui. Khắn lôi một số. Khắn lôi 24 ngon nè em ơi. Thiếu Lâm, đừng Thiếu Lâm ngon nè. Đó. Trời ơi, gì cái 11 vậy?
Ô, ngọc bội 540 ngon nha, ăn hai được ấy. Anh em nào bắt được vài kim đó em. Ồ, thân pháp 17 luôn á. Nhẫn ok đó. Nhẫn này sinh lực 130, anh em nào cần kích cái bao tây hoặc là cái gì đó ẩn của họ thì có thể xài được, như đường môn có thể lùm được. Ra. 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 Trời ơi, nhẫn xấu dòng. Được lắm dòng đấy. Rồi, rác nữa. Trời đất. Ôi, nhẫn dòng 121 kháng hỏa, không sinh lực lực, có nội lực 65 mà. Ai, ôi, nhẫn này cũng được nè. Nhẫn này cũng được nè. Lấy bình dương ra đây em ơi, đây đây. Chịu, bằng giao dịch đây, anh giao dịch luôn nha. Nhặt rác, nhặt nó thấy nó nhìn thấy nó gơ gơ quá, nhiều đồ mà. Có đồng ý đi em, chịu khó một xíu. Quăng đi. Ôi. Quăng nhìn thấy kiểu cả. Nó bị kiểu như mình không tôn trọng cái món đồ của mình đó nè. Mình thích giao dịch. Cứ quanh quanh nhặt nhặt nhìn thấy nó kiểu mình thực sự em sang bot nhiều là em muốn thích giao dịch à, em không thích quanh quanh do anh em rồi. Nhiều ít đồ quá em muốn quanh thấy ok tôn trọng để ngày mai rồi hàng này nó sẽ ra một món siêu phẩm cho em á, mình phải tôn trọng những món đồ mình đánh ra đợt này ra siêu phẩm cho em á. À, có hỏi nha, có hỏi có siêu phẩm ấy, có siêu phẩm siêu anh phẩm anh em ơi, tôn trọng nó là bây giờ có siêu phẩm chắc luôn, tôn trọng xíu nè. Rồi, gì đây? Nón, ngọc bội, gì vậy? Đủ chết ba con thì có hai món vậy, chết tôi rồi. Có 2.000 như hơn. Chết hai con mà có hai món thì chẳng. Ok, Hoàng Nguyễn ơi, inbox Khải đây tư vấn rồi, cần việc gì Khải nghiên cứu thì ví dụ như búp này, con lông búp nè. Rồi năm độc búp nè. Rồi nghe mi búp nè, xem thử thích chơi nào. Gì vậy? Ủa chứ búp em đâu hết rồi? Ủa? Gì đâu chết tôi rồi, đem đúng không? Đem con có ba món rồi, chết tôi rồi. Thôi thôi tôi toàn đoạn Bình Dương đánh vào con cả đường. À, chịu rồi, 6 con em anh Tùng. Không có con món nào luôn, vãi chướng. Rồi, bỏ tiền, má chán. Như Hương ơi, đi bánh hay nha. Vãi chướng. Ok, ok, ok. 6 con anh em. 6 con là gì vậy? Cho có 3 món rồi trời. Hết rồi. Còn con này nữa hết rồi. À xong này đến Tùng được á, em hết rồi, em số con hết rồi. Rác rồi, ồ rác với rác rồi. Ừ không có đồ, chán ngờ quá. Ồ, gia truyền này, cái này đặc biệt là chỉ còn gia truyền kháng cả 18-20 kháng băng chúng độc đó là ngon luôn, trong đường bộ mang luôn. Ôi, đúng một gia truyền một, vãi chướng. Rồi khi nào cho gia truyền kháng cả 18 kháng băng thì không chờ. Hui. Đúng một gia truyền một. Thả anh ơi, thả anh ơi. Thấy chưa, siêu phẩm này em đồ. Á, có 11 điểm hết trơn. Đồ, cái nón đẹp, ngon, cái nón này đẹp. Đồ, nón đẹp dữ, tao có 11 điểm hết trơn. Ui. Kiếp nha. Á, cái nón 21 đỡ cho năm độc nó mang ngon rồi. Có 11 điểm rồi. Đồ. Á, sao dần 30 chón dần 1. Cái này cho anh em là năm hành đi theo hướng bao tây chón ngọc bò chón nón chón áo hỏ thì được 40 chậm 80 chón có thể mang được nha em, sinh lực cao cho võ đan nè. Rồi đồ thiếu dòng kháng cả 18-15 thôi. Rác hai cho chuyện xấu dòng rác 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 rồi giả tỏ hết rồi mà không có đổi hết nón này cũng được mà. Cho con năm độc nào đó mang nón này cũng được rồi nè, năm độc mà phải đi với cái gia truyền mọc thì mới ra một kích được. Rồi tiếp theo, tiếp tục 20 con tiếp theo của anh Tùng. Hello Thanh Sơn, hello mới vô nha. Bằng oh, hello Thanh Sơn em ơi. Cái này anh Tùng về bờ rồi, anh Tùng về bờ rồi, cố lên. Cái này là mất cung thường em ơi, không có đặc biệt được thường nha. Những người hay nói là lấy thường dương tính với mà tới luôn nói thì khai nha. Rồi cố lên bắt 75 này, không biết cái gì bờ hôm nay em ơi, cố lên. Tầm này đánh được nửa đường rồi em ơi, nửa đường rồi đó, anh Tùng còn hai mấy con nữa, còn tầm 6 con đại, 6 con bất lên, 6 con bất đại nữa. Thực hiện nè, Bình Dương ơi. Lên quốc này coi. Xong con này anh Tùng đợi em xíu, em đi nhận nhiệm vụ một cái rồi nhận tiếp nha anh Tùng, thả tiếp nha. Đây em đi em nhận nhiệm vụ cái nha. Cứ xong cái này đợi em nhận nhiệm vụ cái.
Không lộn phá kích kìa. Một cây kích không? Một cây kích trời. Nhật này. Một viên này, nuốt này. Xong đây anh tổng đợi em 40 giây. Em chạy về nhận vòm chạy ra. Cây phá kích hay hồ hệ kim hả? Ok ok. Ờ nhưng phá kích hệ kim, đúng không? Là như hệ kim ấy. Ờ xong vét thanh sơn cho nó đỉnh cấp em. Khá nhờ. Ra cây này tốc độ 30, sát thương 30 hay 35 gì chắc chắc sinh lên tùng quá. Mang đau liền. Đâu tùng ha. Ơi. Cây này ra 30, sát thương 3, 30, 10, 10 là em xin nha. Xin bù 30 lại. Sát thương 30 á. Bù lại dạ. ít tiền bót là được. Em xin đổi ra khoáng cây đau em hốt liền. Đau nữa. Ít nhất phải trả cho anh mấy ít, viên ít bót nữa. Gần đủ rồi. Cầu vũ khí kim luôn em ơi. Người cầu vũ khí kim cho anh Tùng luôn á. Em phải lấy người lên nha. Em phụ, em phụ đam, phụ thuận á. Đẹp máu lên. Ai đỡ còn thanh cái hả? Ok. Tao giết mấy anh thằng gì để cho ông đi chơi luôn đi. Giúp nè, giúp nè. Ờ xong rồi đánh đi, anh giết nó chị. Không cần, giết nó chị đâu. Cho đi luôn đi anh ơi. Tội, ta thức khuya. Lầm nó à, lầm nó. Ok, lầm nó. Thôi quyết định của anh em thôi, giờ nói rồi anh em đừng tính được. Dữ. Vì nghe danh Phi Trần đã lâu. Đúng rác luôn. Hỏi là mấy anh em Tứ Ngạo, mấy anh đã nghe danh Phi Trần chưa? Là hiểu rồi, chỉ cần nói vô đó là hiểu rồi. À, sáng nay anh Tùng cứ thả thoải mái nha Tùng ơi. Không sao hết, anh Tùng cứ thả thoải mái nha. Ok. Ok, thả thoải mái, em vừa hối thằng bác em bói đồ để em chạy lên lại là xong, không sao hết. Quên rồi nha. Ba cực khổ người thất phi ra lên cho người ta đi ké thiền thôi mà anh cũng rượt quýnh nữa. Rồi nó ăn con boss nó lụm tinh hồn của thạch mà có cho mày không? Ừ, cho thả nhá. Thả nơi. Đúng không? Dù bây giờ nó ăn boss nó lụm tinh hồn của thạch. Nó có cho mày không? Không. Đó. Số chạy. Ra. Chọn giày không có tóc ra nón ra để cho tay đi thiền đi áo ra hai cầu khí nè đấy sát thương 6 điểm sát thương 80% tìm ở đâu mà đá thủy bên sát 11 ôi ra không có đồ gì hết có một cái đai lưng anh em nào xài năm hành hướng trong chó thì lấy bằng tạm được còn chả đẹp lắm sinh lực nỗ lực nó được cái xương sinh lực nỗ lực á mới được 7 cái tới 7 cái chục cái. Đi đi có sách gấp súng để gom cho anh Mai cứt cho anh tí xong thì 13 phút rồi 7 cái chục cái nè. Thì ra lụm đi. Mình vui vừa tỏ với em. Ai cứ quýnh thoải mái không sao. Mà Như Hương có cái lệnh bài cho em, cái lệnh bài em quên em theo rồi. Ôi. Lệnh bài gì? Okay. Lệnh bài gì? Bài phong độ. À chứ không lệnh. Cái lệnh bài tên tiền nè. Tiền không lệnh á, tiền không lệnh á chứ. Tiền bóp có. Rắc nè. Anh em đang xem gần 200 anh em đang xem cho một like em ơi. Cho một like hồi chơi em ơi. Tính ra cái cân nghiện nhà Lâm của kênh mình khá nhiều anh em tầm này còn hơn 200 người gần xem ngồi xem là hiểu rồi. Nghiện đến boss nha. Ừ. Sau bao ngày hống nay cũng được xem đánh được vài boss. Ok Đức Nguyễn ơi. À, cái gì video này Khải úp ngược lại trên kênh á. Cái gì em nào theo dõi rồi thì cũng có thể quay lại cho một like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Bắt này bắt 75 Khải úp lại trên kênh sau nha. Bấm hai like à. Bấm một like nữa Sơn ơi. Bấm hai like hủy like và mất rồi ủng hộ nữa thằng kia. Thì mình cứ thường cần lại phải hai like. Nếu là gọi là không được à. Ừ, một like thôi, phải chứ hai like. Bây giờ mình tao ưu tiên bảo bấm nhiều like cho sướng, nhiều thả tim. À, không được. Chỉ nó tính một like này. Rồi, ở đâu lộn. Anh like rồi, anh nhấn like hai lần, hai là nó hủy like lại. Nhớ là chết. Đồ, đó anh phần cứng ở đây, chết này. Nhớ là thả tim, thả càng nhiều càng sướng. Kiểu thả tim giống TikTok hả? Thả tim giống TikTok là thả càng nhiều càng sướng. Rồi, không có. Rồi, cầu khí thổ à? Ê, như cầu khí này hỏi không phải.
Cái này khó rồi phải. Rồi. Anh Tùng chỉ còn khoảng cao lắm 10 con nữa bị đánh bất đại anh em. 13 con boss đặc biệt nữa. Ok anh, khoảng 2 tuần nữa. Tuần 6, tuần 7 nữa cũng được. Chùy nè, chùy nón. À, xem đỏ đen vẫn vui à. Ok, bùm miền ơi, bùm miên ơi. 13579 like nhé anh em. Ok, cái nón hình ơi. Ủa, mang thổ đánh lâu anh em đợi, cố gắng chịu khó xíu. Giật giật đau mấy cái. Ôi, cuối cùng sau 10 ngày cầm mạc thì cũng up được 121 anh Tùng ơi. 10 ngày, ôi chua. 10 ngày được 8 tỷ, trung bình ngày được 800 triệu nè. Chua gơ gốn. Thì 8% đã lên 122 đây. Ừ. Cái này nữa rồi. Xem nó vài cáo nè coi. Lắm tiền. Một nón đai chục bàn thổ một chỗ cho nó chết lúc này nó nhật luôn em ơi. Rồi tiếp tục thẳng Tùng ơi. Ô có một cái kích nữa nè, kích thổ à, họ sát nội công của họ, lôi sát nội công á. Thả tiếp anh ơi. Quốc đồ cái đai cái banh cái 5 điểm đó chơi banh sắt 48 đồ không tốt của đánh em ơi. Banh sắt này chán quá, bỏ áo ra nón ra giày đồ giày banh sắt cao không có tốc độ gì hết. 21 20 cũng ra ra. Rồi còn gì nữa đây. Khui này. Nón banh rác. Đai thủy rác. Rác luôn. Sinh lực lực. Nón này nêu nào đi hướng nón kia thì cũng được. Vũ khí không banh 5 rác. Trời ơi, cây không có tốc độ đánh. Chán dữ phèn. Anh em xem con bang nữa mày. Trời đất à, tóc 30 đâu. Thêm tóc nữa không được. Trời ơi, tóc 30 rồi đưa lông rồi ngon rồi. Không có tóc, đậu xanh. Chơi cái này to rồi. Không có tóc nữa mày. Kháng độc 24 đi đẹp, Thành nhỉ. Đẹp. À, cái kháng độc vũ khí anh Thành ơi, ngon này. Thành cần này. Ok, bắn này. Ờ, vũ khí anh Thành. Vũ khí kháng độc 24 kìa. Vũ khí em có à. À, em chỉ cần cái đồ trên người cơ. Đồ trên người. Mày lấy đồ xin chấp lại không à? Vứt tập. Không lóc không à? À, Như Hương lóc lóc ạ, em giữ đồ Như Hương ơi. Thường chờ mình đang lock up, chờ thì 2 phút, 1 phút, chờ 1 phút. Ok, ok. Thay dòng tổng chính xác bằng dòng tốc à, dòng tốc độ đánh 30 nhỉ? Ờ, tốc độ đánh 30 ngon nhỉ. Nhìn cái đào nó cũng đẹp, cái đào 6 nè. Thì đẹp ý. Ờ, cái đào ngon quá. Chịt độ. Nhẫn kia Khải. Đào này. Nhặt cái nhẫn này. Đây, mình lock up. Ok. Các bác này, có cái đồ sinh lực nguồn lực, nói chung đa số sinh lực nguồn lực cao cao mà chắc chắn có người xài em giữ lại. Bỏ phí. Đợi chứ, còn con nữa anh Khải ơi, chứ có gì mẹ luôn. Ok. Nút like là nhau 100 luôn ạ. Ok, Huy Quang ơi. Rồi, hỏa, kim. Nhiệt đồ nè. Hỏa gia truyền Hưng Nam à. Được. Không có lầm này. Qua góc này lầm. Đó là nút dislike á. Nếu có bàn tay đó là dislike lắm. Nên bậy quá. Hương nang. Úi xồi đồ nhiều nha. Lầm 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 lầm. Đồng kia mà luôn. Ngồi trong góc nha. Ngồi trong góc nha. Ok tự nhiên bắt anh này. Ngồi trong góc. Ngồi trong góc không cùng à. Nhớ nhặt đồ Thành nha. Ok. Rồi còn nữa không anh Tùng? Con. Ok, thả tiếp. Vui này. Ý chết cũ rồi, nhông lông lông lông. Rồi ok. Rồi, má lách nút không bật cái rương lên được. Mình qua chỗ này ngồi bán luôn. Nhận khăn lôi 10.
Đó. Ờ, được nhận khăn lôi 26, nỗ lực 98 anh ơi, được. Được, kinh nhận khăn lôi đi. Có khăn lôi anh ơi, ngon. Để cái nhận khăn lôi để cho. Ờ, một ngọc bội ngon này. Ngọc bội kháng hỏa 19, sức lực 121, nỗ lực 110. Rồi, nỗ lực 101 cho thiếu lâm là đi hướng ngọc bội ngon nè. Lấy thì lấy. Ngon nè. Nhận 120 đó. Đó. Khăn lôi đó. À, à, đấy, à, có nhẫn pháo hỏa kia thì chắc em vào con thiếu lâm chẳng ra. Ở thiếu lâm chợ đan rồi, nó còn nhẫn ngon hơn này. Này cũng ra luôn. Có cái nhẫn hay mộc nào mà sinh lực còn lực cao hơn vậy? Không em ơi, này có một cái nhưng mà sẽ sinh lực cao mà của thằng em thằng em Bình Dương á. Có cái này nỗ lực nhưng mà có khăn lôi thấp em ơi, có 90 điểm à. 90 điểm à, được cái nhẫn khăn lôi 28 rồi nè. Hai mấy? 28, ờ 26 lộ, 26 6 được. Ờ 26. Còn con Nga Mi cho nó. Cái này cái dây chuyền à. Ờ thưởng cái đai lưng chứ. Cái nỗ lực này có nỗ lực 112 con lái không? Ngọc bội. Đây đây có à thì có nhẫn, đấy nhất này hay là ngọc. Nhẫn cái này, nhẫn 112 nỗ lực thôi, không có gì hết. À thì không phải. À. Ngọc tin là nó là cao. Phải kia. Ok, cái này đồng rác thôi. Lên tay làm mẫu lên tay rất kiểu sơ cho anh em tầm trung có thể xài được nè. Còn bán cái hàng này không thể bán được, thấy không có bán được món nào. Tầm này bán phải thực sự cực đẹp thì muốn bán có tiền đó. Còn bán chung chung thì 2-3 kim, 2-3 kim, 5 kim nữa. Một con một. Không có nhiều được. Chết kìa, tàu sai. Sáng này đến một đại nha anh em ơi. Sáng này anh Tùng đợi em dắt thi vô trong góc rồi. Đâu đó mình mới đánh đại nha. Ừ. Đứng còn lại chết. Anh có ba con đặc biệt. Ba con đặc biệt lên đây. Sáng đến lên đây. Đây này. Sáng này đến một đại nè em ơi. Cố gắng một đại giết 4 con cho anh Tùng với lại 2 con anh Long nữa xong. La chịu la anh em ơi. À Khải. Này mơ tính thôi, kênh Huỳnh này khả thác cũng bình thường, hôm trước hai con cho mà cũng đâu có gì đâu, Huỳnh xui à. Nhạc đồ này. Nhạc nè. Nhạc nè, nhạc nè, nhạc nè. Một cái thủy nữa, thủy đặc biệt. Anh Tùng hết đặc biệt chưa? Anh hết rồi. Tùng hết luôn rồi. Để em vô thả này. Ở đây là nhạc đi. Còn chưa? Thả đây, đứng vị trí được. Đúng rồi, anh Jolly đang đứng. Không còn miếng dao nữa đúng không? Ở bạn anh em mới theo biết. Tự tác. Đây này, cái này. Lỗi luôn hả? Hai cái ngọc bội thủy. Hình như là 150 không ta? Hả? Đặc biệt mở là 150 vàng. Cái gì? Đặc biệt có 20 vàng, 20 vàng thôi chứ. Có cái con bot ở Nga Mi 150. Bot Nga Mi còn đặc biệt là vẫn 20 lần, bot xanh đặc biệt vẫn 20 lần. Quý lắm cho 4 like rồi đó. Ok, Bồ Miên ơi, cảm ơn người em nha. Rồi, khui này. Rồi, tuần tiếp theo là anh Long em, Long có 3 con, 4 con nữa. Khui, chỗ 20 ra. Sinh lực, nội lực ra. Trời ơi, 20-30. Cái này em có đi hướng giỏ đăng cũng được nè. Nhẫn kim ra. Sức mạnh xấu cái gì? Cho cái nhẫn 16-20 xấu dòng, cho nên nó cần xấu dòng. Nhẫn kim này cũng rác luôn. Rác luôn. Nhẫn 120, thổ lực 9 à, xa. Thả đam phụ luôn. Đó, à, hàng về này 16-40 vô một cái này. 16-40-40 kháng họ. Ờ, set ăn băng. Ồ, set đường quốc ok nha Nam. Bình Dương có đồ đẹp cho em. 13-20. Chưa. Bình Dương đang, à hình như Bình Dương đang vẫn đủ móc 80 rồi mà. Đủ rồi anh ơi. Đủ dư sức không? Nghe bọn em đẹp không? Nghe bọn em kết ban ơi. Bọn em đẹp hơn. Kết ban thử coi. Cho bọn em anh thấy cũng đẹp mà. Em 25. Ôi đúng rồi, cái này 25. Tại vì em kết 3 món thì nó vẫn đẹp rồi. Rồi, cháu trai mở gì ra 7 ngày 7 kim ghê. Giết xong bào ghê. Rắc. Học event đó. 7 ngày luôn, ngon rồi. Rắc. Học event nào mà có ngon ha. Bắt bảo ương event đó. Rắc. Rắc. Ngon. Cái này cái nào đẹp đẹp đó là cho anh em chim ngưỡng thôi, còn là rác thôi nè mày. Khải lượm Khải không? Đây 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 đây.
Tại ngày mấy năm kêu ông lái luôn. Sóc Trăng ơi. Đồ Sóc Trăng ngon dữ không? Ông quanh bữa ông bán phi ông luôn đó trời. Bữa ông bán em một cái. Sao kim được rồi, trong ban sao kim đẹp quá rồi. Ôi cho bữa ông cũng bán mình một cái. Ba ngày ông mặc xong anh sao hay dữ ta. Mai anh đang còn chứ, còn 2 ngày nữa, còn cái phí gì. Còn vậy thôi mua chi, còn đợi nữa ông bán ra ngoài hay hơn. Bé quà anh ơi. 2 ngày tiếp ra là phi phong của Khánh Đăng còn vẫn tròn 3 ngày rồi. Chi phí, rồi đơn bán vô, vô, vô đây anh mở hai con bóp đại trước nè. Vui nè. Hai con đại trước rồi, chỗ đó, từ từ để chú ạ, để chú. Ồ, hầu hết tại em hỏi con em được không? Đặc biệt em được không ta? Còn có đặc biệt. Đặc biệt lên kia em ơi. Đặc biệt án từ từ đi cho mình dưỡng thảo đặc biệt đấy. Rồi. Đợi em ổn phút xuống em nè. Rồi xuống tiền thảo này. Để cho mình dưỡng thảo thêm con đặc biệt đi. Rồi khui nè em ơi. Chậm 20, sinh lực cao. Ráp, tốc độ 18, phù bát. Chậm 20, cũng rất ráp. Đâu quá, anh đem sao em đưa mớ sắt nhíp súng rồi. Ra. Trời, khá cả đâu. Em về bằng lương Bắc em cứ chơi nha. Ờ, được rồi, 150. Ơ, tưởng anh còn đủ rồi. Ra còn lại không nhặt. Hôm nọ, anh nó đưa cho anh 200, anh tưởng là đủ rồi. Hôm sau anh chưa kịp em hết ạ. Tương Dương anh ơi, còn cái này luôn tổng. Này là con tổng. Này là con tổng. Nó hết ạ. Ai, Tương Dương Bắc này, Tương Dương Bắc này. Nhớ luôn ạ, ok. Mới này rác cho này nhung bàn rồi đó. Nè, bước cho đợi, bước cho Như Hương này. À, hình như là anh chịu thức hỏi là nhân vật nam hay nữ ta? Nam. Ồ, mấy tưởng nữ, bước ổng nhục bòi 140 trong bàn luôn rồi. Hoặc bước đó đi. Nam. Tụng rác quá rác. Nhưng em có 140 nam đó. Rồi, được mấy món gọi là gọi được đường tí, đỡ lại cho em chim ngưỡng. Rồi, Bình Dương đâu giờ thả em ơi. Gửi em. Nãy giờ toàn nịt mà có mình Bình Dương vào con cuối cùng này có khi nào chưa vào em. Ủa? Cái hạt thiên anh Linh là của ai vậy? Hay à. Anh Nô đây à? À, đừng đam, không cần đam anh Nô tí nữa, bất đại đó. Đúng rồi, đâu bất đại đó anh ơi. Đâu bất đại đó. Anh đồ lên phụ ấy, phụ có đại. Cho họ anh phụ gì họ không có món đồi luôn. Đó xui rồi bây, đen mày đen. Xui đen ngấu đồi hết. Rồi anh đồng thả trước đây, thả trước đây. Vô nè. Để em ơi. Rồi ok. Ui. Lụm tiền cho anh cái ơi. Ok rồi anh Tùng thả mấy con anh Tùng, ok hết chưa? Hai con. Ok hai con anh Tùng, hai con ok rồi, chúng rồi. Hình quá, mấy con. Một con thủy. Ok rồi. Món gì anh? Một con thủy. Ngon. Con thủy chờ vào đồ hot sáu dòng rồi em ơi. Được Khải lên chuẩn bị bot gần chết rồi em nhớ nhất Khải anh may mắn nha anh em. Tại vì tầm này đợi bot gần chết Khải mới anh lần lại lần hai nha. Để hơn 30 phút là hết may mắn rồi. Vừa hết may mắn luôn nè. Rồi. Vô gấp. Cố gắng đừng đánh bot vô gấp đã mùa đất. Ừ, đánh nhanh lẹ. Khải bút full bùa. Đánh nhanh lẹ nè. Còn cái mây đứng ngoài phục hồi mana cho anh em thôi. Hồi mana thôi. Trời ơi, thiên của anh cầm hút mana hút nội lực mà sao hết nổi. Ừ. Ơi, gì làm rương mana đó. Đưa mày lên kia cho em qua mê. Lại một thằng nữa ra Sơn Hà Võ Đàng. Đậu. À, mình. Quá là đang buồn. Đại nó còn đang ở Thiên Vương mà. Đang ở Thiên Vương chưa? Chưa gì vợ đây. Sao em? Lên đi em, lên đi. Ơi, em tích. Tách đánh đi, em đi từ từ, em vô, đi bộ bên trong em ơi. Đừng đứng ở đó. Đi chậm vào. Đi chậm vô bên trong đứng. Sao em á hả? Em đi bộ vô, ghi gấp thấy bên trong anh em nhiều đứng không? Đứng hết bên trong cho nó giật cái tưng một cái. Rồi ok, rồi đánh đi. Là vô góc lát rồi đó, đánh đi em. Rồi đánh đi. Rồi, chừng nào anh kêu ngưng hả? Đúng rồi, khi nào anh bảo ngưng là tất cả phu gì hết là được. Đợi đăng Thiên kết thúc rồi xong. Thiên Anh kết thúc rồi xong. Xử lý nó đồ nhá, tao con kia ra tao kéo ác rồi, thủ là thật quá. Ok anh ơi. Không có đem phù luôn đây. Không đem phù tí nữa, gần boss xong rồi em chạy ra chỗ khác, em núp ra chỗ khác. Đừng đánh, không tắt boss. Tắt đánh đi chỗ khác. Đi khác rồi đi. Rồi đợi boss gần chết chúng ta còn bối đồ con hai con boss đại vậy nè. Ăn gì nha. Chưa thấy anh ấy là chờ ăn nha. À, đại hội anh hùng này là anh quên thật xấu nghe. Nói lại cho ban mỗi người cái phi phong 3 ngày anh ơi. Ừ.
Từ lúc mà đưa, lúc trước là anh kêu là chán Thiên Quân Bang quá, đánh đại hội không không gì đó. Xong giờ là từ lúc mà ban năm nét cái chơi tuần trước là anh win đại hội, đến bây giờ là 6 ngày liên tiếp rồi đó. Rồi chưa? Đó là cái may mắn của ban giao cho anh rồi đó. Hẹn gì anh em mình mở tuần chơi dính thiệt không à? 1-2 tháng nữa anh view con Vân Long Kích thì phải một chết. Đúng rồi, này Vân Kích nữa ngon. Anh cứ cày con anh đi, sau này rồi cứ giao người khác cầm rồi, con đó mình sẽ cày là Vân Kích con đó luôn anh. Cứ có 120 càng cao thì nó đánh càng khỏe vậy đó. Làm gì làm nó lọt người ta càng nhiều. Giờ em canh cũng đừng mong em nữa xong rồi. Rồi, bốn lần chết rồi nè. Đồng tiền nè. Kéo ông xin bóng trắng nữa rồi xong. Ờ, cánh quá tử rồi em ơi, khai cánh quá tử rồi. Cánh quá tử cho người em mi rồi. Còn 8%. Để mình cánh mình quên cánh mình đường môn mình lỡ nó kết thúc boss sao không sao, lỡ rồi đứng ngồi chơi lỡ rồi mua trắng rồi, mình nhận đồ rồi em ơi, nó thì thôi mua trắng chưa đó. Trong mình cái mì nó mình thiên nó dứt thôi. Rồi mọi siêu phẩm nào, quá tiểu thiên sơn các kiểu cánh lại mới hết rồi nha anh em. Đồ hôm nay nó nhiều đồ lắm. Bỏ cái nào qua luôn, nhiều đồ lắm. Do này, sau khoảng 10 phút trôi qua thì hai con boss này nó cũng sắp chết nè. Và con Thủy chết đầu tiên nè. Thủy đầu tiên thì chỉ ngóng trong ngóng vào coi vũ khí rồi nè mà. Với lại những cái món đồ như là tóc, giày nọ, chón kháng hỏa này nọ, đẹp đẹp một tí nữa. Là pin. Một con máu vàng, con máu trắng nha. Ủa, đến giờ chưa chết con cha. Máu trắng này hơn 2 phút rồi. Chết sắp rồi. Còn máu vàng chắc là rồi, xong mình vô anh thả hai con luôn nha. Ừ. Đó. Rồi. Có gì không? Ba liên hiện yêu trái, không có gì hết. Cái đầu chừng có đồ ngon em. Này Thủy là có chừng vũ khí ngon thôi. Ngon, tốc độ kia ngon chơi. Luôn, ngon. Ôi xà. Bỏ nhanh nhiệt tiếp nữa mày, chặt đồ lắm. À, giờ em thả luôn nha. Thả đi, còn một món áo, một cái áo rồi đúng không? Bỏ nhanh này, rác này. Trời, áo chó 40 không phục hồi, má. Dày, dày rác luôn, áo rác luôn. Rồi, đem lên nhặt thêm hai cái áo nữa. Một viên tinh hồng bảo thạch. Một viên thủy tinh. Tùng ơi, Tùng. Trời, hai mọc luôn hả? Một mọc, một thủy nữa này. Mọc, một thủy nữa. Ê. Ờ, ngày hôm nay nghe gì em thử vòng thử em coi, nó đủ 101 không anh? Ừ. Ờ, anh em con, anh em con lão đại à? Dạ con lão đại anh. Anh rút một cái vòng của ai, con em mình hay ai rút con chuyển qua là xong. Rút lại anh thu hồi lại cách chất á. Anh biết rồi. Ờ, khui này. Rác này nè. Rác này. Đâu, cái áo này không có một hồi mà không gắn họ cũng sát rót rác luôn. Rác một cái hỏa nữa. Một tay đồ không có chón trời. Trời. 16-30 không gắn họ chón thấp quá. Rồi toàn rác anh ơi, con thủy rác hết toàn. Một tay này dùng 2 chán đời vậy. Không sốt bà luôn đi. Được một tay xấu dòng anh em rồi lên hiệu cốt mày ra vứt anh em xài. Một tay này xấu quá. Nghĩ sao bây giờ thì là anh Tùng vừa thả một bọc một thủy, bây giờ mình thả một bọc một thủy là sao anh em? Một tinh hồng. Anh em chú bánh phụ anh em. Chú bánh phụ đi anh ơi. Chú bánh phụ đi anh em ơi. Này vứt. Phụ từ này nó kêu ngần tại con mọc còn nhiều lắm. Cái vòng rồi đi anh chú ơi. Dạ. Ủa cái vòng đó lên một cấp đúng một cấp anh. Kỹ năng một cấp, kỹ năng vốn có một cấp anh. Vừa đủ luôn. Nếu vậy anh Hiếu đang đi nữ hả? À? Án trung tình đúng không? Ừ. Ừ, lên đi dòng nữa đủ móc 101 đánh ở ngoài 101, tóc 101 đánh khỏi chờ luôn. Của anh bây giờ là 102 luôn. Ừ. Thì nó đủ cái móc trong phái 36 điểm đó anh. 36 với 35 gì đó. 36 đúng không? 2, 4, 35. Trong phái anh 35 đủ móc. Trong phái anh hả? Ừ. 35 đủ móc. 25 chứ.
trong phái mà 35 chứ. Ờ 35. Còn còn con đường môn muốn đạt 156 là trong phái 37 cấp. Đó. 37 cấp là chạy sư phụ Hồng Kim môn phái thôi. Hồng Kim môn phái mới đạt được. 37 cấp là phải mang cặp nhẫn. Hồng Kim môn phái nữa. Mang cặp nhẫn nấu á. Sư phụ này chưa có cặp đó. Sư phụ này không có. Đó dạng như là cặp vô danh á, mà chưa có. Cái sơn hàm 1 của anh thì anh test, anh kích cho sơn hàm 1 anh thì hiện tại nó tăng bao nhiêu tốc rồi? Em nhìn, em nghĩ thử lên được 126 không? Cái băng rồng nó lên được 126 không? Sơn hàm hả? Ừ, cái sơn hàm 1 thử là nó báo là anh đang tăng bao nhiêu được tốc vào đánh rồi con. Xem thử nó báo. Sơn hàm 1 á, cái dòng trắng ấy nha, đừng lấy dòng đỏ nha, dòng trắng á, dòng trắng là đã kích hoạt rồi á. Thì được bao nhiêu tốc độ đánh nồi cân với cấp của anh hiện tại bây giờ? Đá 12. 12. Tốc độ đánh nồi cân 12%. 12 thì hiện tại kia 90, cái kia 90 nữa là 102. 102. 102. Thêm 18 nữa. Nếu mà max sơn hàm 1 thì lên được 30 thì anh lên được 18 nữa. 18 nữa thì anh chỉ được 120 à? Thì không đạt được 126. Không, server này chỉ không đạt nổi 126. Chỉ có Hồng Kim Vương Phái thôi. Không đạt được. 101 là max rồi. 101 là mát rồi. Xem vào đồ xanh nha anh em. 101 là cũng mệt rồi. 126 không nổ đâu. Ừ, 2 không nổ. Chỉ không kêu môn phái thôi. Không kêu môn phái có sơn hàm 1 là lên được. Kênh máu khỏe ơi. Ok. Nhớ là không nổi. Nhớ là móc cuối cùng của cái băng rồng ở server đồ xanh này sau khi có sơn hàm 1 thì chỉ được móc 101 là đẹp quá đẹp. Một bao tây đông cừu, tốc độ đánh nội công 30, hỏa sát nội công 150 điểm nữa. Thôi em đắc đạm đấy nha. Phù đây anh em. Phù đây tất cả người anh em ơi. Tất cả phù đây. Phải muốn thấy không? Sao vô ạc, review ạc nè. À từ từ anh ơi. Giờ em đang đánh bóp. Từ từ. Còn slot vàng không? Còn nha Nguyên Nguyễn ơi. Còn ừ, anh đưa Khải review xong rồi cái gì mà mai cái em mượn em review thêm cái nữa được. Xong. Nó xong boss đã. Em cố gắng phụ đánh mấy cái này xem. Kéo nửa con Quỳnh Tùng đến bây giờ là con Quỳnh Long được nửa máu rồi thủy luôn. Vãi đàn. Lâu ghê gớm. Đó cái thả 22 này kéo nhau hai người đánh nhanh này. Thôi Kiên ơi Kiên. Thấy Kiên sợ lắm rồi Kiên ơi. Ngày mới ra gì hỏi thôi anh. Xin chào Vực Liêu nha. Ok xin chào người mới người em ơi. Đâu anh chuẩn bị xong của anh Tùng rồi. Con kia em ra đứng rồi để cho Khải Đam. Rồi thôi để anh on được rồi không anh đâu. Từ sống này đó vô đang sống này để em tắt à. Đi tắm rửa. Không thì rồi anh đứng ơi cái gì em con nó chết rồi em vô đam phụ nữa. Rồi vô phụ con cái nữa. Ok anh. Tới giờ còn chiến chưa tắm rửa nữa hả? Ôi em tranh thủ rồi má, trước giờ trận còn chiến các kiểu đâu đó là em tắm rửa sạch sẽ đâu đó là em lấy tinh thần thoải mái trước rồi. Chứ giờ mà chờ ngồi đi tắm nữa chết luôn á. Trời quên tí không mình đi ra chi ta. Hai con mình thả rồi mà quên vô. Đừng đánh nữa được, đứng yên đừng đánh nữa được. Ừ đi vô thôi, vô đó, tắt cái tôi rồi. Gần chết rồi. Một hai đam là chết rồi. Máu trắng rồi nè, không dám đam nè mày. Đỡ con ngày 10, đỡ con thiên kết thúc. Nhưng đánh rồi thủy tới máu vàng luôn mà. Rồi, đụng đô. Rương, gì đây? Rương nhu tình hiệp cốt đậu xanh. Á, à, mình tưởng cái rương gì hiệu quả chứ. Rừng này thì không thua đâu, rừng này rất là... Có được thiên nhiên tinh hồng nữa, hai viên nhanh Tùng ơi. Hai viên tinh hồng, hai viên thiệp tinh. Ba viên thiệp tinh rồi. Ba viên thiệp tinh. Ôi, dự bỏ đồ ngay. Quá nhanh hết giờ này. Rác này. Còn đổ cho nó kìa, em mà đại lên em ơi. Rác này, quá đại này, chờ giờ này. Rác này. Chú, rác. Toàn rác đây. Rồi nhặt đồ này đoạn hết giờ em ơi. Rồi ok. Ok khủ khí. Qua nhặt viên thiên tinh nữa. Thấy ra nhẫn ra này kia mới ra. Rồi
Tôi phụ diện à. Anh em cứ đứng đánh nha, em đi trả nhiệm vụ ngay là em về tiếp. Rồi bó tiếp cái con cuối cùng rồi đi trả nhiệm vụ phong độ cái nè mà. Ờ chết đậu, nãy mình hết tiền lần chứ đi mua. Chô, chị khăn lôi 19 nha. 29 cũng được ngay. 29 ngày này ngày mi mà nè. Đó. Là hậu cái đồ của nó không? Đó. Đó. Rác không to. Rác. Rác luôn. Anh Tùng còn boss nữa, anh Tùng ơi, anh bị canh đường máu, thả thêm 2 con nữa xong nè anh Tùng ơi. Không, anh còn 4 con ở kia thôi. Ok, giờ xem con này qua bên kia, nghe 18 phút nữa xong. Rồi, máu đỏ 2 con nữa. Có cái gì không cả? Sao anh ơi? Con mộc này nó có cái gì hả? À, không anh ơi, nó có tinh thần võ thuật như này nọ thôi. Một cái rương ăn ban như tình định quốc mở ra mảnh anh ơi. Hình xui. Khi nào nói tắt thì tắt nha. 2 viên tinh hồng, 3 viên thủy tinh. Anh lên tinh dây thả 4, lên 58 mới thả nguyên thuốc. Ok này, lên góc thả em nha. Ừ. Đó, 12 con chết này, lăng vô bơ tơ này, vô bơ tơ này. Đâu, đâu. Ôi chết mẹ. Đây, vô bơ tơ này, vô bơ tơ này, vô bơ tơ nhiệt đồ này. Vô bơ tơ nhiệt đồ giánh lẹ này. Rồi, 2 người nhiệt đồ này mày, con này 2 con chết lần đấy. Con chân bóng, con bóng đỏ. Dẫn đó 40-1, kết quả 25. Ừ. Thôi không cần nhiều, luôn. Lấy những khăn lôi 30 thôi, sinh lực 100 được rồi. Rớt, để em lái rồi. Tụi này đem lái nha, tụi xem em lái nha. Ủa, tụi nào có thạch 3 ống viên luôn kìa. Đâu, ui, đù. 5 viên luôn. 3 viên tụi nào có thạch, đù. 4 viên. Vái cái lôi. Lộp anh lộp được nè. Ờ, ok, anh ở lại là vá cái trướng. Con kết thúc, con kết thúc. Thì kết thúc nào thì nó cứ nhặt đi, anh nhặt tất cả lần tí là thành của anh à. Rồi nhặt đi. Đồ xanh má. Còn 4 viên tinh thần phải. Chết mày lộ đây. Thấy 600 xu rồi. Thấy có hết 600 xu rồi đấy. Đồ ngon dữ ta. Lên giải nhiệm vụ chi anh gái. Anh quên đồ xanh. Không phải mà anh phù gì anh chưa lưu rương. Đó. Chưa lưu rương. Trời ơi, nó cái này khăn lôi 25 ngon vậy. Tóc 38. Khăn lôi cái 5 điểm. Đó. Đó. Rắc luôn. Nhận thắng lôi 7 làm ơi, rắc luôn. Rồi 5 viên, 4 viên tinh thần đó là một bù vô lỗ. Bù lỗ con boss là ngon con. 600 xu ngon dữ ta. Không ngờ mà con boss 4 viên tinh thần quá chứ. Đại lực, đại lực phi tóc để lại cho anh nha. Đại lực phi tóc có mấy viên, em lái em cánh em quýnh như con nào tới anh đấy. Có đâu tinh thần rồi. Boss đồ mấy thi yên mà. Cái đường môn này cũng cánh mà. Nói không có. Có hai cục, có một cục phi tóc là toàn văn phòng như họ phòng ngon quá. Cái này nước nó thôi anh đừng cắn boss không cho bạn thịt giữa lâm gì hết. Rồi à, rồi cũng bị nhận con tiếp theo rồi lên quýnh thêm 6 con boss boss tiểu rồi nè. Khải 2 con, anh Tùng 4 con. Anh Tùng quýnh cho anh Tùng trước. À nó nhận đồ con đó chết thì anh báo nãy giờ mà lâu dữ trời. Có nào nào gai sáu viên tinh hồng luôn không anh Long? Chưa được siêu phẩm Đức Nguyễn ơi, nãy chưa được siêu phẩm luôn rồi toàn rác. Không cũng đợi anh để anh thay đồ thay tẩy lại à, máu yếu quá. Con này sao máu nó yếu dữ vậy ta. Chung lần này á, con thiên đao á, anh không cần phải nhồi sức mạnh trên như nhiều đâu, anh cứ tăng cho em 5 thôi. Tại vì cứ áp sát là nó phục hai phục là có đối thủ có người chết rồi. Tên 73 quá, máu yếu nó dở chết lắm, đi hoạt động này nọ dở đai lắm. Bữa giờ cái tăng đâu. Bữa giờ chưa tẩy luôn rồi. Thì là thấy không ổn thì 64. Tại vì thấy đâm to sẵn rồi, miễn sao anh cứ anh tàng hình tiếp cận được đối phương là hai phật thôi. Không có phật thứ ba. Nên là mình cũng không cần phải đâm quá to, tại vì thấy anh đâm to sẵn rồi. Máu quanh trầu tròn tí là đánh được, đánh mọi hiệu ứng đánh được. Rồi, đấm nhặt luôn nha, nhặt luôn nha. Lộm cái đôi giày. Ủa sao đụng có ba đôi giày gì cái áo thôi à? Nè. Đâu. Con nghĩ đủ cái tên nữa. Nào. Ở lộm đi tinh hồng rồi. Rồi ok. Coi. Chạy bên kia. Lộm đây đứng đây lộm đừng lộm cái tên nha. Lộm đây. Đôi giày. Có đủ đôi giày sao lộm à? Quên rồi chứ. Đủ chưa bơ tơ lấy cất gì nhặt được. Phải nổi. Rồi vậy là anh ủa vậy là có ba đôi giày gì cái áo thôi à? Rồi. Rồi lên nghe 18 quýnh rồi anh em ơi. Rồi anh em dắt hàng lên nghe 18 phụ anh em ơi. 40. Ôi sao cái đôi giày vai chưa có 9 điểm trời. Ôi trời cái nón. À cái đôi giày. Rồi.
Trời ơi. Trời. Đôi giày này 19 cái là đẹp luôn á, mang xéo dòng vẫn có thể xài được luôn á Long. Đúng không? À, có 9 điểm thắng họ, chán quá anh em ơi. Rồi ok, không có đổi hết. Anh Long thì tin anh em Long lấy hết rồi nha, em không lấy như nào nha. Đây anh em, sau khi thả được 4 con này, đó. Đâu, 4 con có tiểu nè. Xong đây là tính ra quýnh chưa đầy 2 phút mà nó mất gần 20-30% máu rồi kìa. Anh em phụ đam lẻ anh em ơi, ok luôn á. Đường môn khả lên phụ là đánh nhanh. Năm độc bùa kèm với đường môn Thi Yên, bộ ba của sang boss luôn. Đánh hơi bị bao phê luôn. Rồi là phụ năm độc gì vậy? Rồi, đưa ông đường môn lên. Đưa đường môn lên nè, xé ra trước. Đột chỉ bùa thôi, làm gì được đâu. Làm rương mình nè, nó... Nè My, có khi nào về sản phẩm món đồ này không? Đó. Hiện tại đang là bắt 7-15 rồi nha mọi người. Hiện tại đang bắt 7-15 rồi. Đánh nãy giờ hơn 40 con bớt lệnh bài xanh đặc biệt các kiểu rồi. 6 con bớt đại, giờ thêm 6 con bớt tiêu nữa nha nè. Anh em đang xem đừng ngại cho Khải một like share hồi chơi nè mọi người. Video này Khải sẽ làm ngắn lại úp trên kênh đó. Đỡ anh em nào có thể theo dõi thì theo dõi giùm nha nè, ủng hộ nha. Rồi anh em nào mà xem rồi á thì có thể ghé vào video bắt 75 đó cho Khải một like nha nè. Khải ngồi trang cái áo này anh em nhìn Khải như thành phèn đúng không? Không mặc áo. Đúng không? Không mặc áo. Rồi, hàng lên đây. Vô phụ đao mấy con này. Rồi, múc. Rồi, phụ diện gái này. Lắng đem độc bùa lên nè. Bùa ngay lên đánh tiếp. Ủa, nhanh hết máu, nó hết mana chứ gì. Ừ, thì nhẫn mà em. Cái đánh này khi nào anh bảo ngừng mới ngừng nha, cái đánh thoải mái. Hết mana này anh về cái. Thôi anh em phù luôn. Vậy thân anh phù về muôn rước mana này chạy lên lại. Phù anh hai con nữa em ơi, hai con nữa. Hai con có tiểu nữa. Sáng nay còn hai con có tiểu nữa. Ai. Múc nè. Đó. Múc mạnh nè. Trời, đường môn lên đam khác hoàn toàn nè ha. Không có đường môn hơi yếu, có đường môn lên khác liền. Chụp mấy nhục gà, chụp năm nhục gà. Rồi, anh Long tất cả mọi người phù đi em ơi, để em tính con đường môn em cho anh dở nè em ơi. Phù đi. Phù đi nè, đúng rồi, phù đi. Phù đi anh Long ơi. Long đó Long ơi. Ok, đâm bờ tường thấy em dùng nhiệt đồ nữa xong. Hai, kiếm mình bắn luôn. 1, 2, 3, rồi, phun mình bắn. Rồi, chết hồi kia em trước nè. Mấy con kia từ tính nó cỡ nó nè mày. Có ra đó luôn hả anh Khải? Hai con kia. Hai con kia thì đánh sao em? Đánh con này con nào chết trước rồi chứ. Cái chân em đọc mùa rồi. Con nghe mi luôn hay sao? Quýnh ở nghe mi luôn, quýnh ở đây luôn. Quýnh ở đây luôn. Ừ. Lên quanh bùa lặng lần nữa, gần chết rồi. Rồi. Còn anh đứng không xanh máu nó bị lắc mà hơi máu khó chịu quá. Không xanh máu nó ta. Nó che mất cái thằng kia, không xanh máu.
không, chờ đợi thôi. Đúng rồi, con hổng là xối nập thiệp tới nạt này, nập thiệp đủ 4k của anh Khải quá. Không được em ơi, một ạc một, em xác định một ạc một thôi. Phải là ạc này vô sao quá. Ừ, top thế giới hả? Top thế giới tầm này 124 cấp rồi anh Nguyên ơi. Đây nè, 124 đó. Chương Như Ý, Quý Pháp, Anh Gơ, Đại Sư Huynh, Tony Tèo, Will, Mùa Đầu Tươi, Võ Gia. Bình thường nộp vậy thì có gì anh Khải? Có lương không? Thì nộp cứ đủ móc đưa ra tiêu chuẩn hàng tháng thì anh tặng cho mỗi người một kim vậy đó. Tháng này thì 25 ngày thì tương đương là 5k vật phẩm. Thì anh em nào mà đạt móc 4k là khoảng 80% đạt móc chỉ tiêu đưa ra thì anh tặng cho một kim thôi. Bữa hạt tối nào ra rồi. Tháng nào cũng vậy, tháng này cũng được, tháng 6. Nên là hạn chế tinh thần là ra băng liên tục, ra vô không được là cũng nên. Ra băng vô băng là nó mất đủ lâu dữ rồi ta. Ra băng. Ôi xồi nó má, máu đỏ lè lét luôn trời, không dám đánh luôn nè. Thôi máu nó khó khăn quá. Ở đây nè mà chết hạt soi mà đem. Rồi ok, vừa rồi chết đựng con gì khui đồ nè mà. Khui nơi. Một con đôi giày này nãy. Ra. 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 Một cái kim cho nè. Ra. Ra. Trời ơi, có 3 điểm sát thương sao quá. Ra. 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 Đại lực. Rồi, dạ. Một tiền rác nè mày. Cái chậu đó, huy tóc, đại lực. Rồi, lên phụ lên tiếp. Con kim mà thùng rác nè mày. Nhỏ quá. Úi, xem chết. Rồi, đứng đợi xíu. À, một con hỏ kim nữa. Đấy, cho nên đọc bùa lên bùa. Thầy ơi. Ơi. Làm sao anh ơi? Đi ngủ đi. Hả? Chưa ngủ được. Boss mà anh đang boss là ngủ được. Thôi chưa cái gì ngon em ơi. Đâu chưa gì ngon hết. Em còn gai thêm 2 con nữa. Rồi. Vô bùa rồi. Nước ra phía sau thả luôn đi rồi. Nước ra phía sau thả hả? Không ổn, sẽ thì chết lắm. Em chạy ra phía sau đi. Phải giết 2 con này rồi, giết 2 con này đó, giết 2 con này đi thả. Chạy phía sau thả là nó lên rồi. À, nó dưới hai con này nữa. Ơ, con bot em đâu ta? Thả đứng ngay chỗ mà gần cái con hắc gì phầu á. Không muốn chút. Đúng rồi. Cho giờ đứng nhà nè mày. Rồi bây giờ Khải giao dịch hàng bot nữa. Bot nào? Đây. Lấy tiền nè. Lấy tiền lên thả hai con bot nữa nè. Giờ là một là phơi vô luôn. Phơi vô nhật đồ, cộng với thả bot luôn nha. Còn thôi thả bot dưới rồi chạy lên. Đó. Thêm 2 con nữa. Thành 6 con. Rất đồ chưa? Rất đồ chưa? Ok, rất đồ, cấp tiền hay nó lên hốc nè. Rồi, vui. Ok, một cái vũ khí nữa. Cái xác vô con này khỏi. Ê, tới cầu tuần á. Rồi. Thả thêm 2 con bot tiểu nữa nha, mà 2 con tiểu sau của Khải nha. Cái này là của anh Tùng. Thần Kiên kêu dịch gì á? Đánh vì đam mê chứ mấy con bot này chưa lần nào làm được món nào gọi là đúng không Khải? Ừ, đúng rồi anh em. Rồi, đánh vì đam mê thôi nè. Rồi, thả con này là 2 con 300 vạn nha nè. Rồi, thả lên thả 2 con này nữa. Kêu cho chị kiến. Cái đang dưới khả năng lên nè. Xíu dầu, xíu dầu, xíu dầu mấy nữa. Đây,
Đó, đúng rồi, hợp lý, hợp lý. Đúng rồi, hợp lý. Rồi, hợp lý nè mày. Từ người thỏ con. Rồi, cho nó lên đi. Rồi, bó cái này nhét nồng độc lên, bùa tiếp. Ok, ok, về đâu, về đâu kia coi. Về lấy nè. Rác nè, rác nè. Trời, rác. Trời, ôi, ôi. Ây, sạch xa, đẹp à. Dạ. Đẹp nha, đậu bằng hỏa sắc 131, 140. Đồ, ngon. Hàng sắc đẹp. 131 là 140 hả? Ừ, hàng đẹp. Hàng đẹp. Hàng đẹp anh em ơi. Má, cái này 181 là pin rồi. 131 tầm trung quá, cũng đẹp. Lên được móc 120 á. Nếu cái ban nào chơi nhu tình lên 120 á. Đồ. Phải phụ về đây đi kia rồi. À, đồ cây khí cũng khá là đẹp anh em ơi. Sắc thương thốc quá. Đây nè. Trời ơi, 131 à. Khá là nhỏ. Nói 181 là pin của nó 1 rồi. Đâu. Về dàn kim, về dàn kim. Cảm ơn em. Cảm ơn đẹp, anh em đẹp trai nha. Ủa chàng kim này trúng số à? Không biết nữa, về dần được đô đét. Đâu. Kim này trúng số hả ta? Em cũng đứng đây. Em đừng à, anh à. Kim trúng số hả em? Đâu. À. Chơi là em cũ, quýnh tiếp. Lên, quýnh tiếp. Con vừa rồi quýnh Tùng đây mà còn hai con này. Quýnh quánh bào cho hai con kim, con kia chết nữa. Xong còn quýnh Tùng 4 con này. Quá, tập trung. Anh cãi về nhận luôn anh ơi kìa. Áp đồng. Thì em này méo rồi. Ở đâu, lấy lọc này. Lấy lọc cái này. Ở đâu? Phù về. Lấy đường bắt, lấy đường bắt. Ok. Lấy lọc lên đây này, đeo này trúng số rồi em ơi. Ok, Trần Kiên lấy lọc đây em ơi. Anh thấy thì anh không có áo. Đây, lấy lọc một kiên thì em có nét đây. Vụ gì đây? Trần Kiên chứ. Căng thẳng quá. Anh Kiên ơi, còn em thức thì nên là anh Kiên ơi. Tắt. Sao, lại. Con hồi ngoại chuẩn bị chết kìa. Hỏi anh Tùng nha anh ơi. Coi kim chuẩn bị chết rồi. Rồi chết rồi. Ngon. Cái gì đây? Ra gì đó? Đi gì không? Nó ra thế giới gì đó? Ngoài nó ra thế giới gì đây? Đại một tập thiên nhẫn. Đại một tập thiên nhẫn. Đô. Một cuốn đại một tập thiên nhẫn nè mày. Từ nha. Lần. Ôi trời ơi. Anh kêu lực lượng rồi. Đâu, đâu thiệt. Mày đăng một tờ thiên nhẫn nè mày, được một cuốn đăng một tờ thiên nhẫn cho. Đầu giờ xem ra, từ giờ cứ đứng yên làm sao. Chạy nhanh qua lướt ngang. Vai nằm luôn, đủ xanh má thì em nằm mẹ lúc đầu. Rồi. À, mẹ mắng. Chồng đồ thùng rác. Điều đại đường môn mới chạy lướt ngang qua. Thùng rác không bói. Đồ kim. Vậy. Được đôi giày, tóc 38. Rồi nói cho mình à. Má con nhà mì ra, con thấy dừng ra cái một chậm mày. Trần Kiến. Cảm ơn em nha Trần Kiến ơi. Tại gia cực vẻ kia Trần Kiến. Cảm ơn em nha Trần Kiên ơi. Đủ vai rồi, nó sợ mất hai đứa luôn rồi nè mày. Kim này, con này cũng kim cho nè. Rồi, bên kia được đôi giày. Không phải, đó. Con kia được đôi giày nè mày, con thiên được đôi giày này. Rồi lắm đi Kiên. Giờ cũng tạm được. Bốn dạng mấy rồi, Kiên cũng dở gì kia. 46, 456. Rồi ngày mai tìm cái số. Đây, được đôi giày nè mày. Đôi giày này làm như này. Tóc 36, khăn độc, chả cái gì. Ra. Lên bút bùa đại lên. Đôi giày đẹp đẹp nha. Rồi nha, thấy thì Kiên lụm rồi nha. Anh và anh cả hai. Phi tóc lực da bào. Độc. Anh đang chạy lên em ơi, vì tóc à, à, chết máy pha mất hết mớ tiền, mớ kinh nghiệm. Từ đường em đọc nên vô lại nè à. Mặt tật lắm rồi em ơi, mặt tật thì đánh auto nó vô rường vô người rồi nè. Mặt tật thiên nhẫn nó là sao anh Khải? Ủa gì vậy? Mặt tật thiên nhẫn là cái đánh một cấp em. Cái đánh một cấp, quên lộn. Cái kỹ gì
giống như cuốn vỏ lá hồ tịch đó. Đến coi Thiên Năng. Đó là chỉ Thiên Nhẫn xài được hả? Đúng rồi, chỉ Thiên Nhẫn. Nếm điểm từ hôm nay, nếm điểm từ hôm nay. Giống như cuốn tại địa kinh em ơi. Cuốn hồ tịch này là cuốn hiếm em ơi. Giống như cả tại địa kinh đó. Em đã ăn mát tại địa kinh nha. Mát tại địa kinh thì mới sử dụng lên cuốn này. Rồi cuốn này nó mát hơn. Mát hơn tại địa kinh. Con này chắc ăn mát rồi. Mất hơn, mất tiền tại địa kinh. Của này con là tại cuốn này, con này chắc của anh Hiếu mà. Rồi, ok. Đây nè, xem nè. Đâu có hàng con này lên chi vậy? Ai biết của ai vậy? Cùng ai? Ăn gì tao cúng là ai vậy? Cái ớt hả? Không biết nữa. Bộ cũng được cả đây. Không biết ai nữa. Em bút bồ được thôi rồi, bút bồ được rồi. Vô đường môn sấy đi. Từ chưa ăn sấy. Hả? Ủa ngáo của anh Hải, anh Hải hả? Anh Hải. Không phải, đòi của anh đâu. Đòi quen bù à? Quen bù à? Gì? Trần Kiên sấy con hề thổ kìa Trần Kiên. Rồi. Trần Kiên sấy hề thổ đi, thấy hề thổ nhiều nhiều vô rồi xong sấy hề thủy cho ba con chết một lúc rồi. Rồi, vô nè. Khải sấy con hề thủy, Trần Kiên sấy con hề thổ. Trời, hết bên nào mày. Anh Tùng nãy được hai cuốn mặt tịch rồi. Một cuốn công lôn kỹ năng, một cuốn tiềm năng thiên nhẫn. Ok anh ơi. À anh này cuốn nô à. Này cuốn nô. Anh tắt rồi, chuẩn bị là lòn ra phía sau, lòn ra sát mép tường rào, Khải mới nhặt lụm được nha. Ừ. Bên kia cứ quýnh con hệ thổ đi, không sao đâu, sấy hệ thổ đâu, sao đâu, dính ra con kia đâu. Ôi, ngừng, chết đó. Đợi cho em kết thúc con kia luôn, cho anh Tùng kết thúc luôn. Đừng ăn nữa, đợi Khải kết thúc con kia luôn nha. Đừng nhích quá, còn boss ra kia thì chết luôn. Đợi Khải kết thúc luôn nè. Đứng yên, đừng nhích quá. Rồi, chết nè. Thôi, em có báo thật. Được. Ôi, đủ xanh má, đừng kéo con boss xuống dưới, chết mẹ, xem nó chạy lên tới đây đâu. Bắt ổn, chết mẹ tôi, chết tôi, thôi đồ, xong luôn. Má bị... Ngay mà. Má cắn mình mày. Mẹ luôn. Má cứ đợi cho nó chạy về cho cũ, đi nó chạy về cũ. Đồ xanh má biết ngay. Mất quá thiệt dạng luôn kìa. Mất mớ tiền. Anh mất hết hả? Trời ơi, kinh nghiệm gì rất nhiều vậy. Lại nhiều, quái đánh 130k thôi. Quái đánh 130k. Đâu. Anh mất 1.500.000 nè. Là 1.500.000. Anh ai giết anh á mới ra muốn chịu 500.000 chứ còn bốt người không bơ cái một quá đánh rồi rất là ca chỉ có không, ai giết anh thôi ai em được mất hết 21 dạng nữa chứ nên là mất tiền dạng thôi chứ là còn bị quá quấn thì 130k đồ tôi nói bốt thổ đi lên không mất chưa kịp nhận gì ai lầm tiền dạng lại cho xin nha lầm em lầm hết đâu nãy mất mớ đâu lầm hết luôn à con dư tinh hồng có thật thấy rồi nha. Em cũng rớt mà sao không trả lại vậy. Trời, hồi đem phụ đi. Được 20 được 34 vàng ngon. Rác đồ xanh má. Ai kết thúc rồi, tổng đội trắng luôn em ơi. Trời trắng rồi, tổng đội trắng không à. Trời cha đồ trắng không, đừng với tinh hồng. Anh đứng im nãy giờ có kết thúc đâu. Đâu. Ok, mua bán lại nè em ơi. Vô góc kéo vô góc lại nè, làm vô góc lại. Chạy ra không kịp với nó luôn. Ừ, chạy ra không kịp với nó luôn. Ok, hiện vô góc rồi đó. Trời, nó ác thiệt, nó nhích à. Hông bên kia, nó chịu. Thế nó nhích hông bên em rồi, to nữa nha. Em sấy xong em nhích bên hông bên kia kìa. Sấy em nhích vào phía 3 giờ quá, nó dí theo em. Nó chạy ra 3 giờ. Rồi, hai con. À, chốt bên con anh Tùng thì được hạ một cuốn bí tịch kỹ năng công lôn. Một cuốn tiềm năng thiên nhẫn. Như lại mấy túi thiết là hắn. Anh Long lấy hai túi thiết là hắn Long ơi. Còn anh Tùng 5 túi nữa giao dịch này. Ơ đâu có. Cái này anh Long đâu có. Anh Long có đâu có nào đúng không? Của em mà. Anh Long có nào không? Không. Không cái cuốn Tùng. Anh Tùng bị cuốn lộn. Nhìn tin không? Từng cuốn Long. Rồi cái này hai cái con sao này muốn cuộc khải này nè em ơi. Rồi cho anh em đọc lên buồn ra nữa. Thí nghiệm kết thúc. À hết mày bắn rồi. Giờ hết mày bắn rồi nè em ơi. Thí nghiệm chết hoài hết mày bắn rồi. Tí bồi thường một bao la hán nha. Ok. Ok, tí bao một bao la hán. Tại vì chết mất kinh nghiệm. Ừ. Bồi thường cho ta chứ.
Đâu, hết luôn quá tựa luôn, chán gơ gớm. Ok, lỡ rồi ăn chay luôn đi, thôi đẩy chắc chắn nó hết. Quá nên là em kết thúc quá vậy á. Có ai chết nữa, tôi uống xong cái gì vậy? Thấy con, từ từ anh em quýt nha. Ủa, không thấy mình cái vùng què vậy? Quá, bị chết quá vậy. Đồ, đồ thử cái sự kiên nhẫn của bot. Em đi lái thêm mình mấy bán hả? Đồ, hết mình bán người. Mấy anh em thôi, mấy anh em đừng quýnh để Thế Yên đứng yên quýnh đi. Đừng quýnh nữa, đừng quýnh nữa. Đi ra. Ra để Thế Yên quýnh nữa. Mấy ông sấy, mấy ông đi nhích vô cái nó dưới theo không. Đừng quýnh nữa, đợi Thế Yên quýnh em ơi, đợi Khải lên nữa xem. Đồ, đánh nãy giờ mà tốn 5 mình quá tiểu đại rồi, vãi chưởng. 5 mình rồi, chết mấy lần. Bất ổn quá. Ổn quá. Rồi đợi chết rồi, sau đó tiếp tục anh em Sơn xem anh em ơi. Rồng một nuôi đúng rồi. Ui da. Thằng nào quấn mình đâu vậy? Quấn máu à. Bot quấn mình đâu quá. Rồi nằm luôn, đủ xanh quá. Lên phù ngay chỗ đó. Phù ngay đó. Rồi, nhiệt đồ anh em ơi. À, đứng không cũng chết. Không làm gì cũng chết á, nhỏ cơ con. Rồi cho nhiệt đồ nè. Không bị gì đâu mà sao mà dính vô chết á trời. Sợ nó quýnh trúng á. Ui xôi xem chết. Giờ mình trở lại điểm cũ, mình mua máu 10 bình là điểm cũ nha nè. Rồi bó đồ này đi. Ừ, xem chết lên, lên chết lên luôn. Ui chú má thùng rác. Chú sao thùng đồ chán vậy Long. Đồ chả là tính đam đầu rồi. Đó không phải dạng như nó tính ai đam nhiều hơn anh Long ơi. Toàn đồ trắng không à. hôm nay lắm là tính đam kiểu ai đam nhiều hơn nè. Vãi trứng nè. Á đồ đỏ thiệt. Đồ dày con chứ nè. Đồ dày khánh hộ có 9 điểm rồi còn cái gì. Má con đi hồi 19 điểm rồi mày đam được được chút cho anh em ban xài. Rồi đợi em ơi. Trộn mà nó tránh máu đéo được chất nữa nha. Rồi nó đặt buồn cái nữa, kết thúc bot. Phát cuối. Đứng ở đây thì đứng ở đây, tao chạy qua xịt một bao la hán rồi. Ok. Sao, như vậy cho xịt một bao la hán rồi, mà ăn cắn chơi rồi. Đây. Vừa rồi mình được một bao nè mày. Anh Tùng được 6 bao, anh Tùng được 7 bao, chia nhận lòng bao đi. Phụ đánh nãy giờ. Còn mình được một bao nè. Đi. Tổng rác quá rác. Cây đã ngục tình, chết 2-3 lần. Được mới thuốc lích. Tinh thần có thạch nữa. Rác quá, không có gì luôn nè. Đại lực phi tóc nè. Rồi, tiếng là hán nè. Nhật đồ nè. Đây. Nhật. Nó đồ trắng nữa, mà hờn luôn á. Được nhiên tinh thần có thạch nè mày. Đồ trắng nữa không đây? Ui. Má tổng rắc, ôi rắc thổ không, 50, rắc, rắc hoàn toàn nè mày, không gì hết, tổng rắc nha Nam. Được mớ phi tóc là lực để mày đánh bot nè, đó. Mớ phi tóc là lực, coi 77, ok. Lái em đưa mấy cục phi tóc là lực này. Để mai đi em chạy lên. Rắc quá, mấy đồ rắc nè mày. Rắc. Khả mình được vãi lên, mình hăng bot được được rồi. Được 4 bao là hắn. Đó, hăng bot được 4 bao là hắn. Chứ làm viên tinh hồng. Tùng rác thôi. Còn tùng được cái vũ khí. Đôi giày. 6 bao là hắn. Viên tinh hồng này nữa là 3 tinh hồng, 3 thiên tinh. Anh tùng được tất cả đem bot ngày hôm nay anh tùng được 3 tinh hồng, 3 thiên tinh. Đó. Là 6 tinh hồng, 6 là bao. Một cái nhẫn kháng loại 26. Rồi. Một cái vũ khí hỏa 40. Thì sự cái này đỡ mà nói cái này dạng đăng nô một nè. Chưa có cái nào mà đẹp hơn cái này. Làm 40 và vừa hỏa sắc 131 nè. Làm chậm động móc 40. Có rất là nhiều cây hỏa sắc cao nhưng mà làm chậm không có nè. Làm chậm chỉ có 20-30 thôi. Thì nó không phải giải quyết vấn đề gì.
tùy theo môn phái anh em cầm như thế nào cho hợp lý được. Rồi. Anh Quốc hơn Khải. Sao anh? Cây của anh 40-158 á. Ở đâu? 40-158 á. Đồ, thế là ngon, thế là cái đoàn là đồ 2 rồi. Cái đoàn khá đẹp nè. Cái đó hả? À, đó anh mua nhiêu anh Hiếu? 31 triệu. 4 triệu á? Không, anh mua chung ạc. À, chung. Mua cái đó là dính vô chung ạc. À, tính ra anh chắc cũng được ít. À, quá gờ. Còn hồi xưa Thành mua 4 triệu. Ừ. Trong tầm này rẻ nè. Đây em bán ra quý á. Là nói anh Tùng, anh Tùng bán. Đây của anh Tùng mà. Em biết sao em mới bán được. Quý cái mua không? Quý cái thiệt tình mua không? Hỏi anh Tùng nha. Bỏ sát, bỏ sát đặt đi. Đựng cái này ngồi tương đối nè. Không được đẹp lắm mà tương đối. Cái này cũng được tầm 30-35 kim. Thì nó tương đối. Chứ đó đâu nói pin này chưa pin lắm. Khăn họ đẹp, đẹp. Họ sát cao cao thì một tí nữa đẹp. Này thì gọi là vừa phải sao mang vô là được đặt móc 120, cái lợi ở đây là đặt móc 120 á. Chứ còn cây 20-30 thì bằng rất là nhiều đồ khác họ đồ họ thì nó lại phí đồ. Nói chung là cái gì cũng vậy, cái móc mắt của một thời gian kiểu với họ sát thì nó rất là hiếm nữa. Server này có thể nếu anh Hiếu có nói 150 của anh, dưới đây là cây 131 thì cây thứ hai là vừa móc 140 và họ sát nó công 131 đó. Tầm này thì cái băng rồng lên ngôi thì sự cái này nó sẽ có giá cho anh Tùng. Quá wow, ok. Mình thì được tinh thần 4 lần bao. Rồi đi cho tỏ nè em ơi. Rồi ở bách 75 này thì được một cây vũ khí cũng khá tương đối nè em ơi. Bán này rẻ cho nên trong băng xà là ok. Đó. Rồi cái gì Khải đi cho tỏ nè em ơi. Má đánh nãy giờ mấy bóp mà chết lên bờ xuống ruộng. Rồi anh em xem video bách 75 này đừng quên để làm like ủng hộ cho nè em ơi. Sự là bách này là sang gần cả băng thì gần hơn 45-50 con kèm với bách đạo với tiểu các kiểu mà thiệt sự thu chả có gì thu cả. Chỉ đúng được một cây vũ khí đó gọi là được lắm, gọi là bán có tiền thôi. Thiệt sự chả muốn nào bán có tiền cả em ơi. Toàn rác với rác, không muốn là bán có tiền nữa. Không có thằng Kiên ơi, bà Tây hỏi 5-6 dòng chưa thấy nha. Chưa thấy bao nào đúng không em? Chưa thấy bao nào. Đa số bà Tây Kim Quang này nổi nha. Thiệt sự đâu thấy bà Tây họ mất 6 dòng. Tương đương 6 dòng thì chưa thấy. Này đợi cho xe con lo. Ok đợi Khải nha. Bây giờ Khải đi giờ tàu. Giờ tàu xuống một ngủ nè. Bye bye anh lão đạo luôn nha. Bây giờ tàu ngủ anh này. Ba anh em nha. Rồi ok bây giờ Khải giờ tàu ngủ nè. Rồi bây giờ Khải sẽ múc mấy cái đồ thừa vào cho xe nó cầm đi. Nó chặt luôn. Anh em xem video thì đừng quên cho một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nè. Rồi dọn